Alo, nhìn chào cả nhà. Thì lại là tiếp tục một cái video nữa. Thì hôm nay là Nhân chia sẻ một cái vấn đề. Thì hầu như là cái vấn đề này thì nó hơi liên quan về cái nhà đất ở Sài Gòn nhiều hơn đất tỉnh. Thì hôm nay là Nhân chia sẻ cho mình cách mua được nhà rẻ hơn thị trường. Thì đầu tiên là Nhân sẽ nói về cái việc là những anh chị mà làm con làm môi giới ở trên Sài Gòn đó, thì họ sẽ lấy một cái tâm lý là khi mà khách hàng của mình nó đi mua nhà, nhất là đi mua nhà ha, bây giờ Nhân chia sẻ riêng mua nhà thì sao, thì khi mà đi vào những cái căn nhà đó mà nó cũ quá hoặc là nó xưa quá thì cả nhà mình là không chịu mua, mà đi vào cái căn nhà nào mình thấy mới tân đó, mới tân nhưng mà cái kiểu là cái nhà mình sửa lại đó, thì là thích những cái căn nhà như vậy. Thì Nhân cũng nói luôn thì đó là một cái sai lầm rất là lớn của cả nhà mình khi mà mua những cái nhà như vậy. Tức là cái sai lầm ở đây thì là mua với cái giá nó mắc hơn thôi, mắc hơn so với thị trường. Thì cái đó cũng là một cái tâm lý chung mà cả nhà mình khi mà mình đi mua nhà đó là thích đẹp, thà nó mắc cũng được mà thích đẹp. Thì từ cái tâm lý đó mà những người môi giới ở ngoài họ sẽ mua một cái nhà nát để họ về họ trang trí và họ sẽ bán lại với cái giá cao hơn thị trường rất là nhiều. Nhân lấy những cái ví dụ và những cái ví dụ này hầu như là Nhân cũng đã từng chứng kiến rồi, tại vì Nhân làm trong nghề này thì chắc ăn là sẽ quen được những anh chị như vậy. Và khi mà chia sẻ cái video này thì thực sự là nó cũng gọi là một xíu là nó cũng chạm vào cái nghề, nhưng mà thôi được lòng như này thì chắc ăn là phải mất lòng người khác rồi chứ không có đường nào mà được lòng cả hai bên. Thì Nhân làm cái này nói chung là ai muốn chửi hay là chửi, thì tại vì á như Nhân mới vừa nói là do cái tâm lý của mình á, mình đi vào cái nhà mình mua thì hầu như là thấy ghê quá, nó xấu quá, rồi nó tàn tạ quá thì mình không dám mua, hoặc là mình không có thời gian để mình sửa lại những cái nhà như vậy đó để mình ở, mà muốn mua một cái nhà nó đàng hoàng, nó ok để mà vào ở liền. Thì đó là từ đó là những cái người môi giới đó họ mới đánh vào cái tâm lý đó, họ mua tất cả những cái nhà nát để mà họ vào sửa lại cái quán của mình. Thì một cái ví dụ là một cái căn nhà ở Hóc Môn, thì cái anh nói anh làm chung nghề với Nhân, tức là làm môi giới, thì ảnh rao bán cái nhà đó, tức là ảnh mua cái nhà đó rồi mà ảnh rao bán lại, và đó là Nhân nhớ không làm là cách đây khoảng chừng một năm á, là căn nhà đó 520, nhưng mà bán cái giá chỉ có 1,5 tỷ thôi, mà ở Hóc Môn đó, nó gần ngay trên chợ Hóc Môn luôn, thì bán hoài bán được để 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng cứ kêu 1,5 tỷ mà bán được, trong khi đó những cái nhà kế bên nó họ bán nhiều lắm, họ bán cái một thôi mà nhà bán hoài được, nhưng mà cái giá nó rất là rẻ, cái giá nó rẻ hơn mấy căn kia nhiều, mấy căn kia cũng diện tích 520 thôi mà họ bán 1,7-1,8 họ bán được đó. Thì anh mới quyết định là anh về anh làm lại, tức là anh làm lại cái bếp, rồi anh làm lại cái toilet, còn những cái phòng ngủ này kia là những cái bộ phận nói chung là gạch lót sàn hay này kia đó, chỗ nào mà xấu xí là anh sẽ làm lại hết. Thì anh làm lại xong là anh mất hết 100 triệu, thì tức là cái nhà của mình lúc đó là trị giá khoảng 1,5 tỷ, 1,6 tỷ rồi, nhưng mà khi anh làm xong anh rao bán giá 1,8 tỷ, thì anh rao bán xong là trong vòng chưa tới một tuần nữa là cái nhà nó bán được và giao dịch xong liền đó. Thì cho nên là Nhân nói ở đây là cho cả nhà mình rút một cái kinh nghiệm khi mà mình đi mua nhà để mình ở đó, thì mình nên mua những cái nhà nó cũ nó nát như vậy đó, thì mình bỏ tiền ra mình xây dựng mình làm lại thì nó mất không có nhiều tiền đâu, nó mất cũng rất ít tiền đó, để mà mua những cái căn nhà mà người ta làm sẵn, chắc ăn người ta cứ tính công người ta vô chứ, cho nên cái giá nó cao. Thì khi mà cả nhà mình mua những cái nhà như vậy đó mình tự làm thì lúc đó thì cái giá thị trường nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà quan trọng nhất là mình tự làm thì lúc nào nó cũng sẽ hay hơn,
nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì những cái người kia họ làm họ bán, thì những cái người mình nếu như họ có tâm thì nó không sao. Còn ví dụ như những người cái làm mà để bán hàng á, thì lúc đó là khi mà mình về mình ở tầm khoảng chừng 5-2 năm mà nó hư banh chành hết, thì tiếp tục mình phải bỏ tiền ra mình sửa lại. Đó cho nên là nhân chia sẻ cho cả nhà mình một cái kinh nghiệm để mà mình đi mua nhà, mình quyết định nó đúng đắn hơn để mà tránh phải mất vài trăm triệu. Mà nhiều khi đó là khi mà mất tiền như vậy rồi sau này mình tiếp tục mất nữa, trong khi đó là mình tự bỏ tiền ra, mình bỏ công sức mình làm theo ý của mình thứ nhất, và thứ hai nó tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Rồi video ngắn gọn thì cả nhà mình hãy nhớ bấm nút đăng ký nha để có thể xem được tất cả những video sau nữa. Rồi nha, xin chào và hẹn gặp lại.